huyện Krông nằm ở phía đông bắc tỉnh Đắk Lắk, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột 60 km về hướng đông bắc, có diện tích tự nhiên 35.837 ha, dân số 16.371 hộ với 69.687 khẩu. Trong đó dân tộc thiểu số là 5.388 hộ với 24.343 khẩu, chiếm tỷ lệ 36,5% dân số toàn huyện. Có 7 đơn vị hành chính cấp xã, 97 thôn buôn 41 buôn thôn đồng bào dân tộc thiểu số một xã khu vực 1 và 20 thôn buôn đặc biệt khó khăn Đảng bộ huyện gồm có 33 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc gồm 12 đảng bộ 21 chỉ bộ với tổng số Đảng viên 3.63 Đảng viên cơ quan huyện ủy Chromebook và trung tâm chính trị huyện có tổng số 37 cán bộ công chức viên chức và người lao động huyện Chromebook đã từ khi thành lập đến nay đã trải qua nhiều thời kỳ lịch sử và có nhiều tên gọi khác nhau, nhưng cơ bản có 3 tên gọi đặc trưng cho ba thời kỳ. Tháng 7 năm 1975, tỉnh Đắk Lắc quyết định hợp nhất H4 và H5, đồng thời tiếp nhận thêm xã Đề Lê Sa của H3 thành huyện Buôn Hồ. Sau đó đến trước ngày đại hội đảng bộ huyện lần thứ 5 mới chính thức lấy địa danh hành chính là huyện Krông Búc tháng 4 năm 1980, huyện Krông Búc tiếp tục tách thành hai huyện là Krông Búc và huyện E Leo. Tháng 2 năm 1987, huyện Krông Búc lại được tách thành hai huyện, sáu xã phía đông huyện tách thành huyện Krông Năng, phần còn lại là huyện Krông Búc. Đến ngày 23 tháng 12 năm 2008, thực hiện Nghị định số 07 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Krông Búc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Búc để thành lập thị xã Buôn Hồ và thành lập các phường thuộc thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk. Huyện Krông Búc có 7 đơn vị hành chính gồm các xã Chư Né, Chư Bâng, E Xin, Chư Bô, E Ngai, Tân Lập và thị trấn Bưng Đỏ Rang. Là huyện có truyền thống lịch sử, văn hóa và đấu tranh cách mạng kiên cường của tỉnh Đắk Lắk. Trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân các dân tộc huyện Crong Búc kiên cường đấu tranh, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của toàn dân tộc. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Crong Búc, nhân dân huyện Crong Búc phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, vượt qua mọi khó khăn thách thức, đã giành nhiều thành tích to lớn trong công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Thế mạnh của huyện là cây công nghiệp lâu năm như cà phê, cao su, hồ tiêu, và các loại cây ăn trái như sầu riêng, bơ. Tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt 7,76%. Với những thuận lợi hiện có, huyện Crong Búc quyết tâm xây dựng quê hương Crong Búc ngày càng giàu đẹp, văn minh. Huyện ủy Crong Búc tham gia hội thao công chức viên chức khối đảng tỉnh Đắk Lắc 8 lần. Thành tích tham gia 3 kỳ hội thao gần nhất, giải ba toàn đoàn hội thao khối đảng lần thứ 21 giải nhì toàn đoàn hội thao khối đảng lần thứ 17, giải khuyến khích toàn đoàn hội thao khối đảng tỉnh lần thứ 20 và nhiều giải tập thể cá nhân khác. Hội thao công chức viên chức khối đảng tỉnh Đắk Lắc lần thứ 22 năm 2024. Số lượng vận động viên tham gia là 40 vận động viên, nam 26, nữ 14, dân tộc thiểu số 5. Số bộ môn tham gia thi đấu 10 môn do đồng chí Nguyễn Đức Lĩnh, ủy viên ban thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy là trưởng đoàn